Phụ tùng.com xin giới thiệu các bạn củ đề của Exciter 135 năm số giải hai điện thắng tháng trước và tháng sau. Quý vị hôm nay shop sẽ về chi tiết củ đề quý vị xem. Trước khi giao hàng, shop sẽ kiểm tra thật kỹ củ đề chạy tốt rồi mới giao hàng cho khách, nên khách cứ yên tâm.